kêu rè 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 mình khắc phục tuyệt đối cho mình đi luôn nha. Cái nồi mình làm rất là nhẹ luôn. À bên đây chiếc cái đó ý này, cái này làm hết luôn. Nó lại kim rung từng chi tiết luôn. Đây anh em cầu điện thoại mình nha. Ra ăn đẻ rồi nó bị cái đĩa luôn, cái đĩa nó khuyết thôi nè. Giờ mình sẽ làm là khắc phục hết mấy cái lỗi này. Mấy cái xe hai tháng đĩa chạy thời gian lâu rồi nó bị. Như chỉ hạt ấy bên này là mình làm là nó hết. Còn theo dầu nó cứng lắm, nó không có bị rơ. Rồi chỉ hạt ấy này, tôi mở cái nồi ra rồi. Nó đi vọng kình đó, nhưng nó rung ở đầu. Quay lại nó kêu cái ăn đĩa này. Bì luôn nè, bể cái bì luôn, bây giờ bây giờ là nó tét luôn rồi, rồi nó sắp ý cũng vậy luôn, tay anh bì bẻ độ chuông rồi, bốn rồi, so cầm chỉnh hết để cho cái dây nó mở ra bên đây luôn. Còn cái lục gió thì mình thay luôn cái lục chơi giúp cái lượng gió nó nhiều hơn đó. Thời gian nó đông bụi rồi, không? Gió nó không đủ, nó hao xăng, nó lì nữa. Để mình lắp vô mình test từng xe cho anh em xem nha. Đây cái đĩa sau khi mình làm lại nha anh em, vẫn tuyệt đối ha.
làm cái bố thắng này luôn. Đây là nó phẳng tuyệt đối luôn. Thì nó đều quá, nó không có bị nhảy với lại nó không bị xước cái bố. Rồi cái thắng đĩa với con heo dầu mà mình làm lại luôn á. Rồi nó không có bị kêu rè rè, lát em quay thử cho anh em xem. Rồi cái thắng đĩa vào 50 sau khi mình làm lại cái nồi. Cái thay lọc gió như làm thắng đĩa. Cái heo dầu thắng đĩa mình làm lại hết rồi, nó không có còn bị rơ nữa nha, bóp không đĩa mình cũng làm lại luôn rồi. Đó. Ok rồi, dầu mà bị kêu rè 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 mình khắc phục tuyệt đối cái bệnh này luôn nha. Cái nồi mình làm rất là nhẹ luôn. À bên đây chiếc cái đó ý nè, cái này làm hết luôn, vẫn lại kim rung từng chi tiết luôn. Đây em cầu hai mình nha. Đây tiếp tục ngày bận rộn của anh em nha. Thắt 350 một con, thắt 150 Star Angelia Fario. Những xe trong nhà đang dọn.